Bất động sản Thanh Nhã Land xin kính chào quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại một con hẻm thuộc đường Triệu Việt Vương, phường 3 của thành phố Đà Lạt. Từ vị trí này thì chúng ta sẽ cách đường chính đường Triệu Việt Vương thì rơi vào tầm khoảng là 200m theo hướng mà Nhã đang quay ở đây. Và sản phẩm ngày hôm nay mà Nhã muốn giới thiệu cho quý vị anh chị đó chính là một căn nhà một trệt một lầu ngay trước mặt chúng ta đây. Rất là kiên cố và còn cực kỳ mới với diện tích là 135m2. Nhưng thực tế của nó thì lên tới là 180m2 với một cái mức giá vào thời điểm hiện tại là khá là phù hợp và đã hạ giá rất là sâu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một khoảng sân nhỏ để xe máy. Tuy là hẻm ô tô nhưng khoảng sân thì lại không đổ được ô tô. Chúng ta chỉ có thể là đổ được ô tô ở phía ngoài con hẻm và đi bộ vào căn nhà mà thôi. Phía trong thì chúng ta sẽ có ở tầng trệt là một phòng khách tương đối là rộng rãi với bề ngang lên tới là 8,25m. Phía bên cạnh tay trái thì sẽ có hai phòng ngủ ở đằng trước và đằng sau, cùng với đó là một nhà vệ sinh ở giữa ngay ở chân cầu thang. Đây sẽ là nhà vệ sinh ngay chân cầu thang sử dụng chung cho cái tầng trệt này. Bên tay phải chúng ta sẽ có một cái không gian nhà bếp có thể nói là rất là rộng rãi, có bàn ăn và có thêm một cái không gian khá là rộng ở bên tay phải của chúng ta nữa. Trên một cái nền diện tích thực tế là 180m2, có thể nói là rất là rộng rãi và nhà thì còn rất là mới, và đặc biệt là gia chủ là một người cực kỳ sạch sẽ. Chúng ta có thể thấy là căn nhà đang sử dụng, tuy nhiên thì bước vào chúng ta có thể cảm nhận là gần như là một căn nhà mới hoàn toàn với tất cả các cái chi tiết nội thất được gia chủ chăm chút rất là tỉ mỉ. Còn đây sẽ là cái phần không gian lầu trên với tổng cộng là 3 phòng ngủ, một phòng thờ, 3 nhà vệ sinh và một phòng giặt. Phòng thờ ở phía trước thì có cái không gian cũng tương đối là rộng rãi, hướng ra ban công, đang được gia chủ trồng khá là nhiều loại hoa và cây cảnh. Ở bên hông thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ với hướng ban công nhìn ra một góc của thành phố, và chúng ta có thể là ngắm được view của nhà thờ con gà luôn từ vị trí này. Rất là cao, thông thoáng và view cũng tương đối là đẹp. Phía sau thì chúng ta sẽ có thêm hai phòng ngủ nữa, cùng với đó là hai nhà vệ sinh và một cái không gian giặt phơi cũng khá là rộng rãi ở đằng sau. Căn nhà của chúng ta thì tọa lạc tại một cái vị trí có thể nói là khá là đắc địa của thành phố Đà Lạt, nằm trên trục đường Triệu Việt Vương, kết nối giữa trung tâm chợ đêm của thành phố Đà Lạt và khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Cùng với đó là con hẻm dẫn vào nhà thì nó nằm ngay đối diện với lại là khu du lịch Dinh Ba Bảo Đại của thành phố Đà Lạt, với một cái khoảng rừng thông có thể nói là tương đối rộng rãi. Cùng với đó xa hơn sẽ là một cái hồ Tuyền Lâm rất là lớn, thì sẽ tạo cho chúng ta một cái môi trường sống có thể nói là cực kỳ trong lành ngay giữa lòng của trung tâm thành phố Đà Lạt. Phía sau thì chúng ta lại có thêm một cái view thành phố, một góc view rất là đẹp nữa, và ban đêm thì chúng ta sẽ có được một cái không gian sống có thể nói là tương đối lý tưởng và khá là lãng mạn tại thành phố Ngàn Hoa. Về tổng thể căn nhà cũng như là vị trí thì riêng cá nhân Nhã đánh giá đây là một cái sản phẩm rất tốt và có tiềm năng để chúng ta có thể là nghỉ dưỡng định cư lâu dài tại thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên thì về cái giao thông, cái con hẻm dẫn vào căn nhà thì đâu đó vẫn có một chút bất tiện. Tại vì là đầu con hẻm thì chúng ta sẽ phải di chuyển trên một con dốc tương đối là khó đi, và nếu như quý vị anh chị chưa quen với địa hình ở Đà Lạt thì sẽ hơi bất tiện và hơi nguy hiểm một tí xíu cho chúng ta di chuyển giao thông. Cùng với đó là cái con hẻm hiện trạng thì tương đối là nhỏ, và hai bên thì dân cư để xe máy cũng như là để các cái vật dụng chi tiết, các cái vật dụng cá nhân khá là nhiều, cho nên là đường vào hẻm thì không được đẹp, như là không được khang trang, thoải mái cho lắm. Tuy nhiên thì với mức giá hiện tại từ gia chủ đưa ra là 7,5 tỷ đã hạ khá là nhiều cho một căn nhà có diện tích thực tế lên tới 180m2, ngang 8,25m nở hậu và có 5 phòng ngủ, thì căn nhà ngày hôm nay cũng thực sự là đáng để cho chúng ta có thể là cân nhắc trong cái phân khúc giá tiêu dùng tại thành phố Đà Lạt. Mọi thông tin chi tiết thì Nhã có để dưới phần mô tả của video này. Một lần nữa, Nhã xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh Bất Động Sản Thanh Nhã Land. Chắc có lẽ là Nhã cũng xin kết thúc video tại đây.
một cái video nhanh để giới thiệu một căn nhà nằm trong tầm giá vừa phải. Xin cảm ơn quý vị anh chị khách hàng và Nhã xin chào. Hẹn gặp lại vào các video sau.